chuyện đại bàng ngủ quên trong kiếp gà. Câu chuyện thứ nhất, chuyện kể rằng một trứng đại bàng trung trũi thế nào rơi vào nhà chị gà mái đang đến ngày làm mẹ. Thế là trong đàn gà con lông vàng ống mượt, mỗi ngày đi theo mẹ kiếm ăn, có một con gà lạ, trông rất khác biệt. Chú gà đại bàng này cũng chẳng mảy may suy nghĩ nhiều, sống một cuộc sống như bao con gà khác. Tình cờ một ngày, chú nhìn lên bầu trời, thấy những con đại bàng bay vút qua, thật oai hùng và dũng mãnh. Chú ước giá mình có thể bay được như thế. Đến đây câu chuyện diễn ra theo hai kịch bản như sau. Kịch bản 1. Thỉnh thoảng gà đại bàng vẫn ngước lên bầu trời theo dõi những màn trình diễn ngoạn mục của đại bàng, nhưng chưa khi nào chú thử đập cánh bay lên, vì xung quanh chú những con gà vẫn chăm chỉ bới đất tìm dung, và chú cũng đang bận rộn với những công việc hàng ngày của gà như thế. Cứ như thế theo thời gian, đôi cánh vốn dĩ của đại bàng không được tung đập nhỏ dần lại, chân thì to ra. Chú đã sống trọn vẹn một kiếp gà, cho đến khi chết đi cũng lặng lẽ một kiếp gà. Kịch bản 2. Gà đại bàng giật mình, sao mình lại giống những con đại bàng quá vậy? Từ đó lòng chú đầy tâm trạng, những đôi cánh dũng mãnh dang rộng, những nhịp phổ mạnh hơn gió thổi, cao hơn mây trời. Niềm kiêu hãnh hiện lên trong giấc mơ hàng đêm của chú. Gà đại bàng nuôi một giấc mơ, một khát vọng bắt đầu tập bay. Sau một thời gian vẫn không bay được, chú nản chí và bỏ cuộc. Và chú thực sự tin rằng mình là một con gà có ngoại hình khác thường, chứ không phải một con đại bàng. Cả hai kịch bản, gà đại bàng đều thất bại, vì không có một môi trường để phát triển. Nói đến đây, tôi nhớ câu nói trong cuốn sách Tư duy triệu phú. Muốn bay cao như Phượng Hoàng thì đừng tập bơi với lũ vịt. Nếu bạn tin rằng mình có tài năng, tố chất, hãy luôn đi tìm kiếm cơ hội để tìm được môi trường phát triển tốt nhất. Câu trên thực chất là nói về những con người có tố chất và khát vọng. Bất kể xuất thân từ đâu, nếu được chấp cánh, họ sẽ thành những con người có tầm ảnh hưởng đến cộng đồng. Câu chuyện thứ hai, đại bàng và gà. Ngày xưa, có một ngọn núi lớn, bên sườn núi có một tổ chim đại bàng. Trong tổ có 4 quả trứng lớn. Một trận động đất xảy ra làm rung chuyển ngọn núi. Một quả trứng đại bàng lăn xuống và rơi vào một trại gà dưới chân núi. Một con gà mái tình nguyện ấp quả trứng lớn ấy. Một ngày kia, trứng nở ra một chú đại bàng con xinh đẹp. Nhưng buồn thay, chú chim nhỏ được nuôi lớn như một con gà. Chẳng bao lâu sau, đại bàng cũng tin nó chỉ là một con gà không hơn không kém. Đại bàng yêu gia đình và ngôi nhà đang sống, nhưng tâm hồn nó vẫn khao khát một điều gì đó cao xa hơn. Cho đến một ngày, trong khi đang chơi đùa trong sân, đại bàng nhìn lên trời, y và thấy những chú chim đại bàng đang sải cánh bay cao giữa bầu trời. Ồ, đại bàng kêu lên, ước gì tôi có thể bay như những con chim đó. Bầy gà cười ầm lên, anh không thể bay với những con chim đó được, anh là một con gà và gà không biết bay cao. Đại bàng tiếp tục ngước nhìn gia đình thật sự của nó, mơ ước có thể bay cao cùng họ. Mỗi lần đại bàng nói ra mơ ước của mình, bầy gà lại bảo nó điều không thể xảy ra. Đó là điều đại bàng cuối cùng đã tin là thật. Rồi đại bàng không mơ ước nữa và tiếp tục sống như một con gà. Cuối cùng, sau một thời gian dài sống làm gà, đại bàng chết. Lời bàng, trong cuộc sống cũng vậy, nếu bạn tin rằng bạn là một người tầm thường, bạn sẽ sống một cuộc sống tầm thường vô vị, đúng như những gì mình đã tin. Vậy thì nếu bạn đã từng mơ ước trở thành đại bàng, bạn hãy đeo đuổi ước mơ đó bằng cách đọc những cuốn sách cần đọc, làm những việc cần làm và gặp những người cần gặp. Đừng sống như một con gà